Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức mới nhất, nóng nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu điều kỳ diệu, những điều thú vị và bí ẩn mà chúng ta chưa thể nào khám phá hết được. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ có thật để cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện thú vị ấy nhé. Cô giáo ngẹn ngào nhận món quà cây sóc từ học sinh trong ngày cưới. Sự hồn nhiên và nhiệt tình của các em học sinh trong ngày cưới trọng đại của cô giáo trẻ xinh đẹp khiến dân tình không nhịn được cười. Mới đây, đám cưới của cô giáo Trần Thu Trang hiện đang giảng dạy môn toán tại trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang đã khiến dân mạng xôn xao xúc động vì tình cảm mà những học sinh dành cho cô giáo này nhân ngày vui trọng đại. Theo đoạn clip được chia sẻ, học sinh hai lớp chuyên văn, chuyên lý xếp hai hàng dài để chào đón sự xuất hiện của cô dâu chú rể. Tất cả đồng thanh hát vang bài hát hạnh phúc, cưới nhau đi. Lời tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes, I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do. Em sẽ mãi là vợ của anh. Ca khúc vang lên qua bài hát của các em học sinh rất tình cảm và chân thành. Sự hồn nhiên vui vẻ của các em học sinh còn được thể hiện qua màn cướp hoa cưới của cô dâu, cô giáo trẻ. Sau khi xong xuôi các thủ tục trao nhẫn, uống rượu giao bôi, cô dâu chú rể đã trở lại vòng vây của các em học sinh. Có lẽ vì không đợi được lâu, các em đã mạnh dạn cướp hoa của cô dâu. Được biết cô Trang mới ra trường được 3 năm và dạy lớp 12 chuyên lý là khóa đầu tiên cô giảng dạy đến giờ. Với lớp chuyên văn, cô giáo trẻ đã giảng dạy được 2 năm. Mình rất vui và hạnh phúc. Trước đó các em ấy đã nói sẽ có quà cho cô, nhưng mình vẫn bất ngờ và xúc động. Các em còn tuổi mơ mộng, làm gì cũng hồn nhiên và hết mình. Năm nay là năm cuối của các em ấy dưới mái trường này rồi, nên với cá nhân mình đây là kỷ niệm không bao giờ quên. Cô Trang chia sẻ, cảm ơn tất cả các em đã làm ngày vui của cô trở nên trọn vẹn. Cô yêu cả hai lớp nhiều lắm. Chúc tất cả các em có một mùa thi rực rỡ và nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường chuyên Bắc Giang. Cô giáo quốc phòng xinh đẹp thường bị học trò trêu vì mới 22 tuổi. Thời gian gần đây, ngoài trào lưu khoe ảnh trai xinh gái đẹp đại diện cho thế hệ 9X đời cuối, 10X đời đầu, hình tượng những thầy cô giáo trẻ trung hiện đại cũng thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Có thể kể đến Nguyễn Thị Thu Hồng, 22 tuổi, quê ở Ninh Thuận, cô hiện là giảng viên bộ môn giáo dục quốc phòng. Nhờ vẻ ngoài không thua kém diễn viên, 9X thậm chí được dân mạng nhận xét là cô giáo quốc phòng xinh đẹp nhất từng thấy. Thu Hồng cho biết cô từng là sinh viên ngành giáo dục quốc phòng Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Cô vừa tốt nghiệp hồi tháng 6 vừa qua, hiện tại Hồng công tác tại trường Trung cấp Sài Gòn. Loạt ảnh về nữ giảng viên này hiện nhận được hơn 15.000 lượt like cùng hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi như cô ấy lúc nào cười cũng trông xinh lắm, môn học này sẽ không còn khô khan nữa khi có cô giảng dạy, thật ngưỡng mộ những cô vừa xinh vừa cá tính như thế. Thu Hồng sở hữu khuôn mặt có nhiều nét nhỏ nhắn, trẻ trung, làn da trắng sáng. Dù mặc trang phục ngày thường hay đồng phục quốc phòng, cô vẫn luôn toát lên vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng. Nhiều sinh viên cho hay, nhờ giảng viên Thu Hồng, bộ môn giáo dục quốc phòng không còn khô khan. Thậm chí dân mạng còn bình luận sẵn sàng học lại để được tham dự tiết học của cô gái này. Bỗng dưng được không ít người biết đến và quan tâm khiến 9X quê Ninh Thuận cảm thấy khá bất ngờ và ngại ngùng. Tuy vậy cô vẫn vui khi nhận được nhiều lời khen, sự ưu ái. Hồng cho hay cô đến với ngành giáo dục quốc phòng như một cơ duyên và dần yêu môi trường công việc này từ lúc nào không hay. Khi còn là sinh viên, 9X từng trải qua nhiều khó khăn gian khổ vì phải tập luyện ngắm bắn, ném lựu đạn, lăn lê bò trường suốt ngày ngoài thao trường. Nữ giảng viên kể rằng, lúc học năm 3, chúng mình được đưa xuống trường lục quân 2 để rèn luyện như một người lính, có những lúc cũng rất vất vả nhưng bù lại rất vui. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nữ tính, nhưng cô gái 22 tuổi lại tự nhận mình có cá tính mạnh mẽ, không thua kém đàn ông. Thời đi học, Hồng từng lĩnh trọn 2 giải nhất bắn súng bằng máy trong kỳ hội thao quốc phòng tại trường. Trên trang cá nhân, nữ giảng viên cho thấy cô là người vui vẻ hoạt bát và rất thích tham gia các hoạt động tập thể. Tuy vậy, Hồng cũng khá rung khi mới bắt đầu đứng lớp giảng dạy bộ môn được cho là khô khan này. Thu Hồng tâm sự, mình còn trẻ không có nhiều kinh nghiệm, kiến thức về quân sự hạn chế, nên lúc đầu mình rất sợ bài giảng không hay. Mình phải theo các thầy cô đi trước để học hỏi thêm nhiều. Ngoài ra mình nhận thấy, sự hài hước cũng là yếu tố giúp bài giảng của mình thú vị hơn với mọi người.
Cô gái quê Ninh Thuận không ít lần bị học viên trêu vì không hơn tuổi các bạn nhiều. Ngày đầu, Hồng chỉ im lặng và cười trừ. Sau đó cô dần nghiêm khắc hơn, nên học trò không dám trêu cô giáo nữa. Mình chỉ như vậy trong giờ học thôi, còn khi có điều kiện gì, mình đều rất thoải mái tham dự với các bạn. Mình thấy điều đó mang lại hiệu quả rất tốt, tạo được sự kết nối với mọi người, nữ giảng viên nói. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.